Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Subway Surfer. Ok. Wow, dưới này hình như mới update rồi. Rất là đẹp luôn. Toa tàu lại màu hồng rồi. Hôm nọ thì mình thấy là toa tàu màu vàng, màu xanh. Hôm nay đã chuyển sang màu hồng. Let's go. Mà bản nhạc cũng khác luôn. Ok. Oh my god, ok. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. City Baba, ba đây, Assassin. Let's go. Ok, một anh chàng cầm một ba lô màu xanh. Let's go. Các bạn bắn headshot thì cộng thêm 40 vàng. Ok. Không biết mình có lên update gì nữa không. Xem đây còn thiếu gì nữa không nào. Comment. Ok. Một anh trai tóc màu xanh, màu tím à, đây rồi.
let's go. Mắc ao. Có thể là phải nâng cấp thêm level lên level 6 mới được. Ok đây rồi. Continue. Let's go. Bạn lên trên đây nữa nào. Wow wow. Ở gần đây chắc có ai nữa. Mình vẫn chưa nhìn thấy. Đây rồi. Let's go. Oh my god. Ok, rất là nhiều tiền luôn. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Anh chàng đội mũ có thể ở đây. Không ai rồi. Boom. Rồi, và mình sẽ sang tới game thứ tư. Hello Sniper, let's go. Ok, let's go. Đây là một tựa game 3D rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok,
Và ACG1 này thì các bạn mới đi theo quả bóng, khi đó thì các bạn mới biết được nguyên nhân nhiệm vụ của các bạn trong tựa game này là gì. Đó là các bạn phải đi tìm một chiếc chìa khóa màu đỏ, sau đó sẽ đột nhập vào trong căn hầm của ông ta. Nhưng mà phần 1 thì các bạn sẽ bị, cuối phần 1 thì các bạn bị ông ta bắt mất. Và sang phần 2 thì các bạn phải trốn thoát khỏi nhà ông ta. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đột nhập và tìm chiếc chìa khóa màu đỏ. Let's go. Đây là chiếc chìa khóa mở cốp xe ô tô. Và chiếc chìa khóa màu vàng này để mở cánh cửa này ra. Ok, từ nó ngoài thôi. Chết rồi, ông ta phát hiện được mình rồi. Mình sẽ mở cái này nhanh. Wow, chưa lấy được món đồ kia. Ok, lấy được rồi. Trốn luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải đợi ông ta ra ngoài. Lúc đó thì mình mới đột nhập vào nhà ông ta được. Ồ, oh, ông ta đang ở đây rồi. Chạy thôi. Ok. Let's go, chờ trên này nào. Rồi, mình đã nhìn thấy chiếc chìa khóa màu đỏ. Ông ta giấu ở trên này. Wow, ok. Ông này chạy rất là nhanh luôn. Cái chuồn nữa này. Đột nhập luôn vào trong căn nhà của ông ta. Ok, mình đã vào trong căn hầm của ông ta rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đột nhập sâu bên trong. Let's go. Ok, let's go, tiếp tục. Dọc cổ dao xuống. Sau đó thì mình sẽ mở cánh cửa đây ra. Ok, let's go. Yeah.
Rồi khi các bạn chạy đến cuối đây thì đó là chính là gọi là cuối phần 1. Rồi. Khi ông ta bắt thì là kết thúc phần 1 rồi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. Pace Pack 2. Let's go. Circus E Alive. Play. Compton. Goose. Ok. Gang War Fire. Oh, ok. Đây rồi, ông ta đây rồi. Mình đi từ giờ ta. Cho cả xe cảnh sát rồi anh nhờ. Oh my god, bị xe đâm phát đi luôn. Chạy luôn. Oh my god. Giá là súng máy thì ngon, mình sẽ tiêu diệt nhanh ngay. Rồi mình sẽ đi làm đây. Cái này nào. Ở rất xa. Oh my god. Wow, cả cảnh sát này. Oh my god. Không sao, mình sẽ đến xung quanh đây này. Có cả xe hạng sang. Ok. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Taxi Sim 2020. Let's go. Good. Play. Good job. Rumor. Ok. Mình sẽ sang cửa lại đi. Cho tôi an toàn rồi. Sau đó thì mình sẽ được chạy thôi. Ở đây có người. Hey there. Oh my gosh. Do you know any shortcut?
legendary performance. The Taxi Drivers are one of the best bands right now. Future Hall of Famers. Rock Radio 89.2. How much longer? Ok. Rất là nhiều tiền thôi. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Superhero. Rồi, giờ flat đi. Let's go. Wow. Oh my god. Ta dặn trêu người mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt anh ta. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Tank Hero. Let's go. Up Studio. Solo một một thôi. Wow, anh ta có quả gọi là đạn này rồi. Để phá tan khu này thôi. Chỉ giết là mong giết anh ta. Chết rồi, mày đó. Boom. Nào một đạn này đây. Anh ta tự sát rồi. Let's go. Boom. Sảy rồi. Ok. Wow, anh ta có thể trâu máu lắm. Cũng level 3 như mình. Oh my god. Ok.
Ok, mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.